Chỉ cần tìm đến Đông y, bệnh tật đau nhức ra đi chẳng còn. Y học cổ truyền Sài Gòn, an toàn uy tín làm tròn chữ tâm. Phòng khám y học cổ truyền Sài Gòn khám và điều trị các bệnh đau nhức xương khớp, da liễu, tai mũi họng, thần kinh, tiêu hóa dạ dày bằng phương pháp Đông y uy tín hàng đầu hiện nay. Đặt hẹn khám chữa bệnh qua website yhoccotruyensaigon.com. Ông chủ Him Lam Dương Công Minh: đừng học Him Lam, chúng ta hãy học Vingroup ấy. Anh Vương là một con người đặc biệt, tạo nên những sản phẩm không chỉ Việt Nam cần mà thế giới cũng cần. Những thứ chỉ đi đến thế là cùng rồi. Ông chủ Him Lam chia sẻ: vỡ nợ vì xoài. Xuất hiện trong lễ ra mắt nền tảng giao dịch bất động sản thông minh HomeHub.vn, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, sáng lập viên, cựu Chủ tịch Him Lam, có cuộc nói chuyện thân thiện về chủ đề lập nghiệp. Với phong cách nhẹ nhàng và hài hước quen thuộc, ông thừa nhận mình làm thì tạm tạm, nói thì kém lắm, nhưng không hề ngần ngại chia sẻ về hai điểm cốt yếu nhất để một người có thể khởi nghiệp thành công và cả lý do bản thân chọn làm giàu chứ không chọn làm quan. Ông nói: ông bà ta vẫn nói, có chí thì làm quan, có gan thì làm giàu. Chúng ta phần lớn chỉ có gan, chứ chí thì khó lắm, bởi cần đường dài. Ông Dương Công Minh bắt đầu bài nói chuyện với một trải nghiệm tự thân. Ông nói bản thân có rất nhiều cơ hội để làm quan khi tốt nghiệp đại học danh tiếng, tức Đại học Kinh tế Kế hoạch, tức Đại học Kinh tế Quốc dân ngày nay, là trung úy quân đội, gia đình cơ bản, có người đỡ đầu. Tuy nhiên, tình yêu với người vợ vốn là con của một quan chức thuộc chế độ cũ đã đưa đẩy đến quyết định không tiếp tục theo nghiệp công chức. Trước khi rời khỏi ngành, ông Dương Công Minh đang làm tại Trung tâm Xuất nhập khẩu quân đội tại phía Nam, chủ yếu phụ trách xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam ra nước ngoài và nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc từ nước ngoài vào Việt Nam. Trung tâm của ông thường xuất khẩu xoài đi Pháp, chuối đi Đài Loan, tôm, cá mực đi Nhật, Hồng Kông. Từ đó ông hiểu được quy trình thu mua và có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Rời khỏi quân đội, ông đến thăm một người bạn ở Bắc Ninh, vốn đang làm trong một công ty xuất nhập khẩu Hà Bắc. Người này đưa ông đi chơi tại Lạng Sơn và hai chàng trai tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân nhận ra nhu cầu lớn của khách hàng Trung Quốc với sản phẩm xoài, chuối của Việt Nam. Ông nhớ lại, xoài khi đó rất hiếm bởi nền kinh tế Việt Nam vẫn chủ yếu tự cung tự cấp. Thời chúng tôi tìm hàng xuất đi Pháp, mỗi năm chỉ được khoảng từ 5 đến 10 tấn, trong khi đó bạn hàng Trung Quốc của chúng tôi cần lấy rất nhiều hàng. Năm đầu tiên thì tôi là một mình, mỗi chuyến chỉ mang từ 2 đến 3 xe, nhưng cứ bán một thì lời một. Trong một mùa xoài, tôi bán 1 đồng thì lời 10 đồng, nên ở Việt Nam cũng có rất nhiều người cùng lao vào làm. Sang năm thứ 2, tôi làm chung với bạn. Tôi đi tìm hiểu thị trường, cậu ấy thì làm thu mua. Tôi bảo đặt 10 xe xoài nhưng bạn tôi tính toán bán 10 xe lãi 2 triệu, nếu 100 xe sẽ lãi tới 20 triệu, nên ham quá, vay nóng để mua hẳn 110 xe. 10 xe đầu thì xoài ngon, nhưng 100 xe sau chỉ là xoài non, mang tới nơi thì thối hết, buộc phải đổ đi. Chúng tôi lỗ, hết sạch vốn. Đó là vào năm 1989. May mắn là 30% thành công. Lỗ vốn, lại vướng nợ vay, ông Dương Công Minh phải quay về thành phố Hồ Chí Minh bán nhà để trả nợ. Tìm hiểu quy trình hợp thức hóa giấy tờ nhà đất, ông phát hiện ra chi phí cho môi giới quá đắt đỏ, chiếm 1/7 tiền bán nhà. Ông mày mò tự đi tìm cách làm, mất chi phí khoảng chỉ 1/10 so với phí cho môi giới. Nhìn thấy cơ hội, ông không ngại vay nóng, lãi suất cao để mở ra văn phòng chuyên làm giấy tờ về nhà đất. Khi đó là năm 1991, Him Lam trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên làm về nhà đất được mở tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa phá sản xong lại vay nóng để mở văn phòng, nghĩ thì rủi ro nhưng thấy cơ hội thì phải liều thôi. Cùng lắm là tài sản về âm nhưng sẽ dương về kinh nghiệm và nhất là dương về bản lĩnh. Nói về quan điểm để lập nghiệp thành công, ông Dương Công Minh cho rằng điều kiện cần là phải có kiến thức, có điều kiện đủ là phải có máu liều. Tuy nhiên ông nhấn mạnh 30% thành công của ông đến từ may mắn, dù may mắn đó không phải là tự nhiên tìm đến. Ông nói, người xưa nói há miệng chờ sung, nhưng muốn có sung thì cũng phải nằm dưới gốc mới có. Tức là kể cả muốn ăn sung dụng, ta cũng phải tự thân bò đến dưới cái gốc sung mà chờ. Vậy nên, may mắn không phải tự nhiên tìm đến ta, mà do ta tự vận động để tạo ra nó. Đừng học Him Lam, hãy học Vingroup. Nói đến chất lượng thị trường bất động sản hiện nay, ông Dương Công Minh cho rằng các doanh nghiệp lớn giờ đây đều có những quy chuẩn riêng để giữ được chữ tín với khách hàng. Riêng ở Him Lam, tập đoàn làm khoảng 75 dự án, phần lớn đã hoàn thành, được khách đánh giá cao về chất lượng, kinh tế, lúc nào muốn bán lại đều có lãi. Kim chỉ nam của Him Lam, theo chia sẻ của ông Dương Công Minh là làm ra sản phẩm tốt nhất đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng với chất lượng hoàn hảo.
Công ty này đang mở rộng thêm các sản phẩm ở Hà Nội, tập trung tại Long Biên, sẽ ra mắt từ năm 2021 và duy trì lượng hàng trong vòng khoảng 10 năm. Chúng ta đang có một doanh nghiệp siêu lớn là Vingroup, người tạo nên những sản phẩm thị trường chưa từng có như các tiểu thành phố. Chúng tôi, tức Him Lam, Novaland hay cả Edimore Holding cũng muốn được như Vingroup, và Him Lam sẽ là nhà phát triển bất động sản thứ hai ở Việt Nam làm nên được các thành phố thu nhỏ như cách mà Vingroup đã tạo ra được. Cái mà chúng ta nên học ở đây là Vingroup chứ không phải là nên học Him Lam, Novaland. Vì dù sản phẩm của chúng tôi tốt nhưng không thể tạo ra những thứ có tính cộng đồng và xã hội đi đầu như Vingroup. Anh Vượng là một con người đặc biệt, tạo nên những sản phẩm không chỉ Việt Nam cần mà thế giới cũng cần, những thứ chỉ cần đi đến thế là cùng rồi. Tạo nên những sản phẩm như thế thì cần phải có gan to, thứ hai là phải có nhiều tiền. Anh Vượng thì tiền huy động dễ lắm nhưng cũng có tầm nhìn rộng và dám làm. Theo Nhịp Sống Kinh Tế, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.